khả năng Lương Cường sẽ trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng thứ 14 không phải là quá khó. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 21 tháng 10. Việc Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước mới thay cho ông Tô Lâm đã được công luận trong và ngoài nước hết sức quan tâm trong thời gian qua. Theo đánh giá, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường sẽ là người ngồi vào ghế Chủ tịch nước tới đây. Như vậy, nhiệm kỳ Đại hội 13 tới nay đã có tới 4 Chủ tịch nước và 3 lần thay đổi nhân sự đối với chức danh này. Đó là các ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Tô Lâm và nhân vật sắp được Quốc hội bầu. Điều đó càng cho thấy ghế Chủ tịch nước là một ghế nóng và có rớp. Nếu ngồi vào ghế ngay gai góc này thì dư luận cho rằng ông Lương Cường cũng khó có thể trụ được lâu. Vì nhiều lý do khác nhau, sự quan tâm của Bắc Kinh với việc bầu Chủ tịch nước Việt Nam sắp tới là điều rất đáng chú ý. Không chỉ là việc Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư, đã thực hiện một chuyến đi được cho là đầy tất khuất đến Bắc Kinh từ ngày 9 đến 12 tháng 10, mà kể cả chuyến thăm Việt Nam trong những ngày qua của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng cho thấy ban lãnh đạo Bắc Kinh hình như đã tính toán rất kỹ để đưa bằng được ông Cường vào ghế Chủ tịch nước ở Việt Nam. Trong khi chỉ trong một thời gian ngắn, ông Tô Lâm đã nhanh chóng nỗ lực để thâu tóm quyền lực trong đảng. Mục tiêu tối thượng của ông Tô Lâm là kiêm nhiệm cả hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Điều đó sẽ tạo thuận lợi cho ông trong công tác đối ngoại. Một khi Bắc Kinh đưa được Lương Cường vào ghế Chủ tịch nước thì sẽ hạn chế được quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhất là trong công tác đối ngoại. Theo một số nhận định, những hoạt động đối ngoại gần đây của ông Tô Lâm khiến Trung Quốc thể hiện sự không hài lòng bằng việc cho hải cảnh tấn công và đánh đập dã man ngư dân Quảng Ngãi. Tóm lại, Trung Nam Hải được cho là đang nỗ lực bằng mọi cách từng bước tước bỏ dần quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm. Ngoài ra, việc ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam rút lại chức vụ Chủ tịch nước của ông Tô Lâm là hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc lãnh đạo tập thể của Đảng Cộng sản. Đây là việc đã được duy trì từ năm 1986 cho đến nay để chống lại sự chuyên quyền, thậm chí là độc đoán nhưng Lê Duẩn trong quá khứ. Như vậy là thiết chế tam trụ sẽ lại được thay thế bằng cơ cấu tứ trụ như thời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, thời gian giữ cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của ông Tô Lâm là quá ngắn ngủi, nên việc ông muốn áp đặt hay thao túng quyền lực theo lối ý của ông Trọng là ý của Đảng như trước đây là điều không thể. Cũng có đánh giá cho rằng ảnh hưởng sự tác động của Trung Quốc đối với chính trị Việt Nam thì ngày càng sâu sắc hơn, là điều khó có thể đảo ngược. Mà chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc ông Lý Cường đến Hà Nội vừa qua là một minh chứng cho điều đó. Cũng theo đánh giá trên, ông Tô Lâm đã ý thức được điều này và tỏ thái độ sẵn sàng tuân thủ nguyên tắc lãnh đạo tập thể cá nhân phụ trách. Cho nên, trong cuộc gặp các lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào ngày 15 tháng 8 vừa qua, ông Tô Lâm đã khẳng định sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao vào tháng 10 năm 2024. Đây là cách ông ta đánh tiếng với các bậc bộ lão rằng sẽ không có việc nhất thể hóa và không có sự thay đổi nào về cơ chế tập thể lãnh đạo. Đại tướng Lương Cường từng là một chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, một người được đào tạo ở Trung Quốc để trở thành cán bộ nguồn, làm lãnh đạo lâu dài. Đây được cho là lý do khiến Bắc Kinh tìm mọi cách để cho ông Lương Cường tiếp tục thăng tiến cao hơn nữa. Việc Đại tướng Lương Cường ngồi ghế Chủ tịch nước là bước đệm quan trọng để ở lại tại Đại hội 14 với tư cách là trường hợp đặc biệt. Đây là một thử thách không hề nhỏ đối với ông Tô Lâm hiện nay. Bài học của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước Đại hội 12 từng áp đảo Tổng Trọng với sự ủng hộ của trên 70% ủy viên Trung ương Đảng, nhưng cuối cùng vẫn phải thua cuộc. Vì thế, việc ông Lương Cường trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 không phải là không có khả năng xảy ra. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam có còn xứng đáng để mà lãnh đạo đất nước hay không? Việc Thường trực Ban Bí thư Lương Cường bất ngờ sang Bắc Kinh để ý kiến Chủ tịch Tập Cận Bình mới đây cho thấy lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể bất chấp tất cả chỉ để đạt được mục đích của họ. Họ sẵn sàng dựa vào ngoại bang để tranh giành quyền lực, thậm chí sẵn sàng bán nước. Bắt đầu bằng câu chuyện đầu năm 2024, hàng loạt nhân vật lãnh đạo cấp cao trong Đảng thuộc hàng tứ trụ đua nhau ngã ngựa. Trước khi những kẻ này bị bắt tận tay, dây tận trán về tội nhận hối lộ, thì họ đều là những người lãnh đạo trong sạch. Vào ngày 20 tháng 2 năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vẫn hùng hồn phát biểu như sau: ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng ta không còn lợi ích nào khác. Nhưng chỉ sau đó có hơn một năm, vào ngày 20 tháng 3 năm 2024, ông Võ Văn Thưởng đã bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng và Nhà nước, bao gồm cả chức Chủ tịch nước. Lý do, trong giai đoạn làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi từ năm 2011 đến năm 2014,
ông Thưởng đã nhận hối lộ lên tới 64 tỷ đồng từ tập đoàn Phúc Sơn để xây dựng nhà thờ tổ quê nhà Vĩnh Long. Hay như cựu Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ, một ứng viên sáng giá cho chức Tổng Bí thư ở Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp tới, cũng đã bị mất chức đột ngột do thư ký riêng của ông là Phạm Thái Hà đã nhận hối lộ hàng ngàn tỷ đồng từ tập đoàn Thuận An. Cũng như Thường trực Ban Bí thư bà Trương Thị Mai, một người được đánh giá là trong sạch nhất trong Đảng, cuối cùng cũng bị ngã ngựa vì đã nhận quà biếu là các biệt thự sang trọng có giá tới 2 triệu đô la từ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận. Đó là lý do mới chỉ hơn 3 năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội 13, danh sách của Ủy viên Bộ Chính trị bị cho thôi chức hoặc bị miễn nhiệm đã gần một nửa. Danh sách những Ủy viên Trung ương Đảng bị loại đến đầu tháng 10 năm 2024 lên đến 26 người. Đây chỉ bao gồm những người có liên quan đến việc bị kỷ luật do tham nhũng, không tính vì lý do sức khỏe. Những nhân vật chóp bu, tai to mặt lớn bậc nhất trong Đảng còn ăn bẩn, ăn thỉu đến như vậy thì làm sao trách được lãnh đạo cấp dưới không ăn. Trở lại vấn đề đấu đá trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng hiện nay, thực tế cho thấy mỗi người trong số họ đều sẵn sàng cõng rắn cắn gà nhà. Chủ trương dựa hẳn vào Bắc Kinh để hạ bệ Tổng Bí thư Tô Lâm là điều có thật. Câu hỏi đặt ra là tại sao nội bộ của Đảng lại xảy ra những hiện tượng bất thường và nghiêm trọng đến như thế? Cựu Thường trực Ban Bí thư khóa 12 Trần Quốc Vượng đã để lại một phát biểu để đời về sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, phát biểu hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng vào năm 2019, triển khai nhiệm vụ vào năm 2020, ông Vượng nói rằng cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng chính do chúng ta thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu, chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay Đại Bác đến xâm lược lật đổ chúng ta đâu, ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi. Cũng như ông Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói về đạo đức cách mạng của đảng viên rằng đạo đức cách mạng là sống trong sạch, không xa hoa lãng phí, không hủ hóa tham ô, không đặc quyền đặc lợi, đều một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của nhân dân. Theo điều 4 Hiến pháp Việt Nam ở năm 2013 khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội. Có một câu hỏi mà cũng được đặt ra cho ban lãnh đạo của Đảng nói chung và Tổng Bí thư Tô Lâm nói riêng, đó là lãnh đạo Đảng hiện nay là ai vậy? Và họ có còn xứng đáng để mà nắm quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội theo điều 4 của Hiến pháp quy định nữa hay không? Lương Cường ý kiến họ Tập, liệu Tổng Bí thư Tô Lâm có chịu xuống thang hay không? Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nổi tiếng là nhân vật bắc thân Bắc Kinh tới mức từng bị cáo buộc là thái thú của Trung Quốc tại Hà Nội. Tuy nhiên, theo một số nhận định, trong những năm gần cuối đời, bởi nhiều lý do khác nhau, ông Nguyễn Phú Trọng đã buộc phải đưa ra cái gọi là chính sách ngoại giao kỳ trè. Một trong lý do có lẽ cũng do Tổng Trọng hết chịu nổi những áp lực của lãnh đạo Trung Nam Hải với Đảng Cộng sản Việt Nam. Khác với người tiền nhiệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được cho là một chính khách thực dụng. Theo một số nhận định, ông duy trì một chính sách đối ngoại thân Hoa Kỳ và phương Tây, đồng thời quan hệ có giới hạn với Trung Quốc và Nga. Bên lề cuộc họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, việc ông tiếp xúc với Tổng thống Mỹ và ngay cả với Tổng thống Ukraine Zelensky là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Mới đây, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã bất ngờ sang Bắc Kinh để mở ý kiến ông Tập Cận Bình từ ngày 10 đến 12 tháng 10 vừa qua. Theo truyền thông nhà nước, chuyến thăm của ông Lương Cường với mục đích là thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tại cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc, ông Lương Cường được cho là đã đề nghị hai bên Việt Nam và Trung Quốc kiểm soát và giải quyết tốt các vấn đề khác biệt trên tinh thần hữu nghị để tập trung giữ ổn định tình hình tại Biển Đông. Mới đây nhất vào ngày 12 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hà Nội trong chuyến thăm chính thức 3 ngày tới Việt Nam từ 12 đến 14 tháng 10. Nội dung thông cáo của Chính phủ Việt Nam đưa ra sau cuộc gặp nói trên cho thấy Việt Nam và Trung Quốc đã đồng ý tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế. Đồng thời, ông Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam xem phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Theo giới quan sát, bất kể tranh chấp lâu dài giữa Hà Nội và Bắc Kinh trên Biển Đông đã dẫn đến những bất đồng sâu sắc, hai nước vẫn đồng ý tăng cường quan hệ kinh tế. Theo đó, Bắc Kinh sẽ mở thị trường cho nông sản của Việt Nam, đổi lại Hà Nội sẽ tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. Rõ ràng các thông tin liên quan đến các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai đảng Cộng sản trong những ngày gần đây đã dẫn đến những cải thiện đáng kể cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Một câu hỏi được đặt ra là có phải Tô Lâm
đã phải xuống thang trước áp lực của phe bảo thủ thân Trung Quốc trong quân đội và nội bộ đảng hay không. Việc Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Lương Cường bất ngờ sang Bắc Kinh để mở ý kiến ông Tập Cận Bình cho thấy các thế lực chống lại Tổng Bí thư Tô Lâm đã chơi một cú tất tay trong canh bạc quyền lực ở chính trường Việt Nam. Kể từ sau hội nghị Thành Đô vào năm 1990 đến nay, ban lãnh đạo Bắc Kinh luôn tỏ rõ là thế lực thao túng, sắp xếp và bố trí nhân sự lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam. Cuộc chiến tranh giành quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam còn tiếp diễn với những toan tính mưu mô xảo quyệt và những cú đánh dưới thắt lưng là điều không thể tránh khỏi. Đây là điều đã khiến cho ông Tô Lâm và phe cánh phải hết sức thận trọng. Tổng Bí thư Tô Lâm có thể sẽ tạm chấp nhận thoái lui để bảo toàn lực lượng trong cuộc chiến lâu dài khi đứng trước hành động cương quyết phải khuất phục được ông bằng mọi giá của ban lãnh đạo Bắc Kinh. Trong bối cảnh còn hơn một năm nữa trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14 là một giai đoạn mang tính then chốt mà các cá nhân và phe cánh trong đảng cần nỗ lực hết sức mình nhằm đảo ngược tình thế để có lợi nhất cho đồng minh. Đồng thời, đây cũng là một giai đoạn đầy biến động và kịch tính. Mọi việc bất ngờ đang còn ở phía trước. Quý vị các bạn vừa theo dõi bản tin Lương Cường ý kiến họ Tập liệu Tổng Bí thư Tô Lâm có chịu xuống thang hay không. Quý vị các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de